trọng bao gồm là tên đại biểu, là chức danh, kể cả việc là tự tin làm chủ sân khấu, đó là một cái quá trình dày công tập luyện. Nhưng mà hỏi thật nha, có bao giờ là gặp một cái sự cố gì trên sân khấu? Trộm vía là trong cuộc đời đi làm MC thì Thanh Minh Huyền cũng chưa gặp quá nhiều những cái sự cố lớn, nhưng mà Huyền cảm thấy là đôi khi những cái định kiến vẫn luôn tồn tại xung quanh mình. Ví dụ như khi mà Huyền chăm chú viết kịch bản để mà dịch thì mọi người không xem hết một cái tổng thể đấy, cho cái ngữ cảnh đó, thì mọi người xem cái việc mà Huyền ngồi ghi chép là thiếu chuyên nghiệp, trong khi đó lại là một cái kỹ năng rất là cần thiết của công việc MC song ngữ. Nên chưa hiểu lắm thiếu chuyên nghiệp là như thế nào. Tức là mọi người nghĩ là phải nghe một lần là phải dịch được lại ngay và luôn, chứ không cần thiết là phải ghi chép. Và có rất là nhiều cái sự so sánh. Nhưng mà Huyền là một người thích ghi chép để mà mình không bỏ lỡ những cái thông tin quan trọng. Và đôi khi có những cái chương trình, ví dụ như cái phần đó không phải là